Đây nè, tôi có chào bà cô bác nè. Mấy bé nhỏ đó bụng quá không bà cô bác ơi. Con ăn trước hả? Trời, tí ăn nguyên chén ngon dữ ta. Sao ăn cũng nguyên chén. Trời ơi, hai đứa hai chị, anh em ăn chung quá hả? Trời, chơi đi ăn chưa? Rồi, hồi chiều qua ăn rồi. Qua hồi chiều hả? Dạ. Con có ăn nữa không? Không. Không ăn nữa hả? Trời ơi, có ai mà làm đổ cháo. Ăn đổ cháo rồi tí. Rồi con ăn đi. Hồi nãy cha làm đổ cháo. Hả? Lấy cái chén lên xíu đi. Lấy cái chén đi, cho xíu thôi. Thèm quá trời, trời con gái kìa. Cho xíu thôi. Ha. Cho miếng thôi. Lên nó là thèm quá trời, thấy thương ghê không? Rồi, ăn rau, ăn cà rốt vô đi con. Rồi, trời ơi, xém chút chết rồi. Trời ơi, xém chút đổ rồi. Xin kính chào bà cô bác luôn. Vậy là nói đầu tiên là cho Khánh và gia đình gửi lời chúc sức khỏe và là cảm ơn chân thành nhất đến toàn thể bà cô bác luôn. Đây, hiện tại thì Khánh đang ở dưới bếp ở nhà đây. Thì cái quá trình mà sinh hoạt ở nhà rồi đó. Bây giờ thì ở nhà cũng chuẩn bị là bữa nay là đặc biệt là có mẹ ở nhà, mẹ đẩy cháu vịt. Đẩy cháu vịt đi ông bà cô bác ơi. Đây. Giờ bây giờ cả nhà cũng mời ông bà cô bác là dùng cơm tối luôn chứ giờ đói bụng quá rồi. Rồi Khánh cũng xin phép là ghi hình là một số hình ảnh của nhà luôn. Rồi mong sao ông bà cô bác xem ủng hộ giúp cho Khánh luôn nha. Rồi, đó chị Ba nè. Rồi em ơi, mẹ chị Ba chào ông bà cô bác, chào khán giả luôn. Hả? Trời ơi, có món gì nữa vậy? Trời ơi. Đây sao múc làm món gì đây? À, bò kho bánh mì cho bên chị Ba nấu phải không? Trời ơi, chị Ba nấu hồi sáng giờ mà giờ mới ăn đó hả? Để dành đó hả? Trời ơi, thấy không dám ăn, sợ hết. Để cả nhà gom lại mới ăn được mà cô bác. Còn dưới đây là đang giờ Khánh đang múc cháo. Rồi chị Ba sẽ bỏ hành phi vô. Đây, để Khánh qua Khánh nghía cái nồi cháo coi. Nồi cháo rồi cạn luôn rồi. Ô, còn hai tô nó vừa đủ luôn á. Hết luôn đi. Chứ giờ còn chừa ở đây để cho ai nữa, múc hết luôn cho hết nồi cháo. Hả? Nhật Nam, Nhật Linh không có nhà hả? Thấy rồi, cái tô nào của chị vậy? Đây nè. Tô nào cũng giống nhau hết đó chị. Không, cái tô mặt khác kìa. Đây nè. Thôi trời ơi. Nhiều quá hả? Không nữa hả? Chút xíu anh Di lên ăn phụ. Anh Di, một cái tô chừng dần nè. Ủa, giờ mấy đứa nhỏ nó ăn rồi hả? Ăn giá không à. Rau hả? Giá không à. Quá trời quá đất luôn. Cải với giá không à. Rồi đi. Rồi rồi múc đi. Nội bộ xào xáo không bà cô bác ơi. Thấy xào xáo quá. Thôi bây giờ Khánh đi lên chứ thấy dưới đây căng quá. Bé em bưng lên ăn nè bé em ơi. Hả? Đại Phong đang nằm. Chào bà cô bác nè. Mấy bé nhỏ đó bụng quá không bà cô bác ơi. Con ăn trước hả? Trời, tí ăn nguyên chén ngon dữ ta. Sao ăn nguyên chén? Trời ơi, hai đứa hai chị, anh em ăn chung quá hả? Trời, chơi đi ăn chưa? Chiều qua ăn rồi. Qua hồi chiều hả? Dạ. Con có ăn nữa không? Không. Không ăn nữa hả? Trời ơi, có ai mà làm đổ cháo. Ăn đổ cháo rồi tí. Rồi con ăn đi. Hồi nãy cha làm đổ cháo. Hả? Lấy cái chén lên xíu đi. Lấy cái chén đi, cho xíu thôi. Thèm quá trời, trời con gái kìa. Hả? Cho xíu thôi. Ha. Cho miếng thôi. Lên nó là thèm quá trời, thấy thương ghê không? Rồi, ăn rau, ăn cà rốt vô đi con. Rồi, trời ơi, xém chút chết rồi. Trời ơi, xém chút đổ rồi. Đổ vô nóng chết luôn. Rồi, con ấy kìa. Rồi, con cảm ơn bà nội đi. Rồi, bưng qua chén bên kia. Cho củ cà rốt nữa mẹ. Cho nó củ cà rốt đi. Rồi cho con đi hai qua ăn chung đi. Không, ở đây rồi. Rồi đi bánh đi con. Cầm đi bánh luôn. Cầm qua bánh luôn đi. Là ăn một khúc, ăn một nửa dưới đó đó. Đó con nửa nè. Rồi đi bánh ngồi đi con. Chơi đi, ngồi đâu vậy? Rồi quá trời quá đất, quá trời hấp dẫn luôn mà cô bác ơi. Này dịch xiêm phải không bạn? Này dịch xiêm, ở nhà có dịch trắng mà sao có dịch xiêm? Trời ơi, ở nhà có dịch mà giờ đi mua dịch ăn.
Trời ơi. Lúc này họ không có cam kết rồi. Cam kết mấy vịt nhà là coi như là để nuôi lấy trứng thôi bà cô bác. Đi một phần nó già quá rồi. Già lắm rồi phải không bà? Của anh ba giờ anh bỏ thêm anh bỏ thêm cái bèo vô đây bà cô bác. Đây. Ủa có lộn không, thấy sao tô đó ít vậy? Hả? Tô này có em đồ ăn đi. Ủa sao thiếu tô hả? Tô mấy em đâu? Đó. À đủ rồi hả? Ông nội với ông chưa ăn. Rồi mẹ con đĩa rồi. Rồi đĩa cho ông nội rồi. Rồi đĩa cho ông Nam. Anh em tốt hả? Chia cho nhau. À, đúng rồi, anh em tốt phải chia cho nhau, phải lo lắng cho nhau nha. Phải lo lắng cho nhau, một miếng khi đói bằng một gói khi no nha. Hiểu không? Hiểu cái câu đó không? Hiểu cái câu đó không? Hai mốt lớn lên thì hiểu. Nha. Là đại khái là mình anh em là mình phải thương yêu nhau. Không được tranh giành, đánh lộn. Nhỏ đánh lộn, lớn đánh lộn một chết luôn á con. Ngoan nha. Con biết ai đánh thắng? Lớn. Thôi con ăn sau. Mà bá Tư thấy nó sai sai nha, cái chén thịt mà tí để riêng bên chỗ tí à. Phải để ngay giữa chứ. Nhưng mà phải để ngay giữa chứ. Con cùng bên kia trễ chứ. Bá Tư hình ăn ham trong kia mà. Ai chia nha? Trời ơi. Thôi không, tụi con ăn đi, bá Tư qua ăn, bá Tư đói bụng quá. Muốn. Ngồi im. Trời ơi. Rồi Khánh đặt máy quay xuống thì mà cô bác dùng luôn mà cô bác ơi. Hả? Tôi ăn á, có ăn quyết không ấy, sớt qua bên anh bớt. Gì vậy? Trời ơi. Biết rồi. Đi đi ông nội biết rồi. Rồi cả nhà mời bà cô bác ăn luôn, bây giờ mới đặt máy. Này. Quên nãy giờ quên đeo cái để mất này à, dịch sim quên đó, nãy giờ quên bà ông bà cô bác họ mình đứng để mua ở chợ ha. Ở nhà có dịch mà đi mua dịch ăn, nãy giờ quên bà ông bà cô bác đói quá lo ăn. Rồi anh Di đi trước, Nhật Linh, Nhật Nam rồi. Trời ơi, cái xu kìa. Ừ. Ngồi ăn luôn ba. Không ăn được nhiều đi, ăn tiếp anh Di. Đi anh Di. Anh Di đi đám anh Di. Để cái tô anh Di bên chị Ba nè. À, chị Ba ăn sao để chứ chú Quốc đây nữa. Chân lại xếp. Mày ăn đi và chút người nào đi trước nữa là đi. Ăn lần chân nè. Ai trời ơi, đã quá. Sáng giờ thường đi. Thường hai anh em nó đi về chung mà ta. Được đó. Hôm nay qua lớp này, bữa nào Nhật Linh nó học, nó không học, nó mới đi rước, nó về sớm. Còn nó học chung giờ. Rồi Khánh mời bà cô bác dùng cháo luôn. Trời luôn. Đó. Bà ăn bằng cháo luôn bà. Nó kêu ra vô bằng đại kìa. Múc bằng tô cháo kìa. Cháo không ạ? Dùng cháo đi. Vậy là bà ba luôn ba. Bà ghẹo quá. Bà đi tu. Thấy là bà tính ấy. Ra ngon quá. Biết nhiều mà ăn giải độc. Đây mở con nè. Đây mở nè. Đây mở nè. Không biết em. Mày không ăn hả? Đi ngoài đường nhiều, hít bụi nhiều quá, ăn quyết vô đừng cho nó dài độc. Bụi về cục luôn. Trời ơi, mỏ quá trời luôn vậy. Quá trời một này mỏ quyết không luôn. Cháu quyết. Thả dẹp cho mày tắm rửa rồi. Tắm cây rồi, em đánh cho bên cơ cho mẹ cho hay. Hôm qua ông. Ok, rồi. Rồi. Đó là ông. Thôi, đừng để đi chút xíu mẹ nha. Chung vô lòng. Rồi, mình trà. Đi học về trễ. Để đi chút mẹ có xương. Dạ.
mẹ để xong nha, mẹ đừng có múc cho con nữa nha. Em ăn hết rồi nha, bye bye. Bỏ tô luôn á, qua ba ngồi với mẹ rồi. Thôi em sao? Bỏ tô với chị lên qua đây rồi. Bỏ tô đâu rồi? Sang chị nó đũa qua đây. Tí tí giờ có em xu đâu tí. Ba ngồi với mẹ bả. Để. Bà không ăn. Để đây nè, để đây nè. Uống nước trà, ba uống nước trà. Ủa, ở ngoài hả? Uống nước trà. Có ba lần. Có ba lần nè. Không ngon ăn. Bắt tôi. Ủa. Hả? Đó là ăn đó. Đơn chưa sao? Bà nó vào nước trà bà đâu ăn đâu. Để đó chút chứ còn Nhật Linh Việt Nam không? Ai để cho nó thử trong rồi. Dạ. Chị để bên kia luôn. Chuyển chỗ rồi. Để chuyển qua bên nhà chị ba. À, cảm ơn mà. Cảm ơn dạ, cha. Cảm ơn cha. Ăn về đủ hết rồi, chỉ còn thiếu gia đình của em chị hai mày, em hai mày. À, anh chị hai nữa. Anh Thư học rồi mốt vô đây. Mốt vô đây hả ba? Vô đây làm. Học cái gì vậy? Bên ba gì đó. Học uống tóc rồi. Thường nên mai mốt con đi nghỉ dưỡng xong rồi về con ở với nội. Về làm rau hả? Thôi, mới ăn xong uống gì cơ? Con đi bộ nội về khác chứ. Về đây nó làm phụ, nó làm với bà nội, nó làm không nổi đâu. Cầm rẫy làm không nổi đâu. Nôi điện nôi mẹ hả? Mới con đi nghỉ dưỡng xong rồi về con ở với nội. Rồi, con đi xong. Cô con ăn từ từ thôi nha. Có nghĩa vụ nghe điện thoại được không mà? Ừ. Đâu được không? Có, biết từng đó. Điện thoại của chị hai mẹ. Sao hả? Nhật Linh nó nói à, nó nhắn tin được mà. Cuối tuần đó chị. Điện thoại của chị hai mình đi thăm đó đó. Nói anh Cường đi đó đâu có đem điện thoại theo đâu, nó còn mới nhắn tin cho anh hai Cường. Sao nói chuyện được ta? Ừ. Điện thoại của chị hai mày đi thăm đó đó. Rồi lúc đầu nó mới điện, chị hai mình mới điện cho nó gặp bà nội đó. Rồi nó mới chịu nói chuyện với mẹ được. Chắc là Linh điện chắc chị hai nói chuyện á. Có, nó nhắn tin mà. Có đem điện thoại nhưng mà đấy. Tới cuối tuần mới được ấy thôi. Nói chút xíu cái bắt đầu cái ở trong đó nó tập hợp. Tập hợp đó, ăn cơm. Ngập hết ăn. Tập hợp đi ăn cơm, không có nói nhiều. Ba lúc này kiên ăn, lúc này ăn. Trời ơi, thầy chốt rồi con lấy thêm một ổ nữa hả? Đâu có. Đâu. Sao mất tiêu ổ vậy ta? Ủa mẹ có chơi nó ăn cháo rồi. Mẹ, à, con rồi. Mẹ, có mẹ, ăn tô cháo này rồi. Mẹ cho một nhiêu đó nữa là cano nó đang giữ lại. Để dưới đó. Đây hả? À? Đâu một ổ lận mà, mẹ thấy một ổ. Còn ở bên kia? Không, hai ổ lận chị. Đâu có kêu ổ rồi. Mẹ cho gì nữa chị? Chị có ăn không chị? Ba ăn chung với hai ổ mì tô á. Trời ơi, hai chung với chạy. Ba đem về khoảng 10 giờ chiều chính á. Mai mà tắt mì tô ra cho ăn. Ê, tặng ba. Tặng mà. Mất phải mà đi vòng vòng góc mai đẻ. Người con hôm mốt mà chị đẻ ăn mệt luôn. Ngày 10 trứng. Ngày 10 trứng. Ngày 7-8 trứng là bèo. Dịch nữa. Vỏ con mà đẻ sao. Khẩn cho cô Nga hai con ấy, cô Nga nó đẻ trứng mừng lắm, chưa đẻ. Cho, ngại quá rồi. Thấy rồi, chị. Mà anh bắt gì vậy? Ừ, ăn cho,
giờ mấy vịt này là để đó coi như là để nuôi ăn trứng, khi nào già chết thôi. Có vịt mình lắm. Vịt nuôi lại tí còn cha. Vừa chị nghe hai con đẻ. Chị nghe lên cho chị qua hai con về đẻ. Vậy cũng được. Nhà có tiếng vịt chưa cũng vui. Ủa? Vừa nó mất cái nè. Nó để nuôi đẻ là tới chết thôi chứ không ăn thịt. Chị nghe không? Không có bệnh này. Tự nhiên nuôi gì muốn không được anh hỏi. Mẹ là không cho nhà hai con kia uống để con đẻ. Ở này dịch về siêu trứng, đẻ liền từ tì quá. Vịt Hòa Lan nó đẻ như xài lắm chứ mà nó mình thì có con đó lương chừng hai bữa là đẻ lại hả? Dạ chuồng hả? Ủa rồi vịt đó hình như là bên bác gái rồi không? Cái quả cũng thương nồng. Mấy ông trả da bánh giờ mới trả. Hả? Mấy ông trả làm da bánh giờ mới trả. Làm rất gì không? Con giữa anh màu giá thì mà hết á mày. Qua đi chị Ngọc á. Hồi nãy là đặt máy quay luôn rồi. Chắc khép chương trình dữ quá. Cái ăn xong hết này lâu lắm. Ăn xong rồi. Bỏ vô thơm. Có mấy dạy vô thơm. Đậu nè mẹ. Cái gì vậy? Đầu bụi dưới. Nó coi gì? Nãy giờ bỏ quýt vô quá trời, ăn quýt giờ ngán luôn à. Nè anh đây, đưa đây cho cô. Mẹ em đưa nữa. À, không này của chị ba nè. Em hai cân. Không cặp. Ăn chân đi, mốt lẻ. Mốt canh lẻ. Đi ăn thôi. Em ăn hai cái đi, bay cho nhanh. Lâu quá, mẹ trời ơi, nước mắm quá. Nước thêm nước mắm, cái muỗng. Gì nãy giờ ở nhà ăn cháo vịt không bà cô bác ơi, rất là ngon. Cái gì à? Ăn tranh thủ anh Đại để dậy nhớ xuống nữa. Thôi chắc khép chương trình luôn ha. Rồi một lần nữa Khánh gia đình chào bà cô bác luôn. Chào cô chú anh chị. Bà cô bác đem ủng hộ giúp cho Khánh Mỹ cái phong miệng nha. Đổ một hồi hộp luôn. Mình chào khán giả, chào bà cô bác đi rồi khép chương trình rồi mẹ ơi. Đây, chào mời cô bác luôn. Hẹn bà cô bác ở những đoạn video clip tiếp theo. Khánh Nguyễn, Phong Nguyễn cùng với gia đình. Rồi chào bà cô bác, chúc bà cô bác buổi tối ấm áp hạnh phúc bên gia đình luôn ạ. Chào... Nguyễn cùng gia đình xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị kính mến nha. Bữa nay thì cô chú anh chị xem là ở phía sau lưng Phong á là một cái vàng thuốc rất là hoành tráng luôn. Thì báo cho ông bà cô bác một cái tin mừng là bữa nay á là giấy tờ ở bên đây á là bên sở y tế, nhưng mà bên bản quyền về cái bài thuốc ở đây được xác nhận và chứng nhận cô chú anh chị. Này cho bà con uống hết bệnh thì mẹ thấy mẹ cũng vui mừng và hạnh phúc. Và cũng mừng cho hai đứa con luôn. Cũng cô bác rồi tới rồi đặt thuốc á, mẹ cũng mừng. Có nhu cầu á thì có thể là điện thoại hoặc là tốt nhất á là nhắn tin cho anh Khánh Nguyễn. Thì sẵn đây thì anh cũng nói luôn, thì bây giờ ông bà cô bác thì tất cả các vấn đề mà bên thuốc mà trị thần kinh tọa, đau nhức xương khớp, về viêm đa khớp, các bệnh về xương khớp á, thì ở nhà thì có một bài thuốc duy nhất thôi. Cứ liên hệ số điện thoại của Khánh, thì đặt có gì nhắn tin trực tiếp thì tối đến thì Khánh sẽ trả lời và hỗ trợ tư vấn cho bà con tối đa luôn. Rồi thôi thì Phong Nguyễn cũng xin cảm ơn ông bà cô bác rất là nhiều. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Phong rất là mong muốn những cô bác bị bệnh thần kinh tọa, đau xương khớp á, thì có thể liên hệ trực tiếp cho gia đình